Sơn Tùng Hải Tú tiếp tục lộ chi tiết về chung nhà, cộng đồng mạng khẳng định quá rõ ràng, khỏi bàn cãi. Nam ca sĩ Sơn Tùng cùng người tình tin đồn diễn viên Hải Tú tiếp tục bị cộng đồng mạng soi ra loạt chi tiết hẹn hò cùng nhau. Bằng chứng ngày càng rõ khiến ai cũng khẳng định chắc nịch đây là sự thật. Mới đây trên trang cá nhân, Sơn Tùng MTP chia sẻ khoảnh khắc thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống sau những ngày dài bận rộn. Nam ca sĩ gốc Thái Bình diện đồ trẻ trung năng động, đặc biệt chiếc mũ mà Sơn Tùng đội được cho là đồ đôi với Hải Tú. Bởi lẽ cách đó một ngày, Hải Tú cũng chia sẻ bức ảnh đội chiếc mũ khá giống với Sơn Tùng. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng và Hải Tú bị cư dân mạng soi dùng đồ đôi với nhau. Trước đây nhiều lần cặp đôi còn bị bắt gặp diện áo đôi và phụ kiện giống nhau. Trước tin đồn hẹn hò, cặp đôi vẫn chọn cách im lặng. Trong khi đó, cư dân mạng nhiều người ủng hộ chuyện tình cảm của Sơn Tùng và Hải Tú. Tuy nhiên cũng có người lại phản ứng khá gay gắt, Hải Tú cũng mãi chỉ là người thứ ba, thương Thiều Bảo Trâm, Hải Tú cũng chỉ là người thay thế mà thôi, thấy thương cho cặp đôi này quá. Trước đó, Hải Tú và Sơn Tùng cũng bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm Tết tại chính biệt thự của nam chủ tịch. So với năm ngoái, cả hai không còn kín đáo che chắn mà thay vào đó lại khá thoải mái trong việc công khai hình ảnh. Do đó, khán giả cho rằng cặp đôi đình đám này cũng đang ở chung một nhà. Không chỉ vậy, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện Sơn Tùng, MTP và Hải Tú check-in cùng một địa điểm. Cụ thể, giọng ca gốc Thái Bình xuất hiện cùng ba mẹ mình phần khung cảnh sang chảnh trong khu nhà nam ca sĩ sinh sống. Cùng thời điểm đó, Hải Tú cũng check-in đúng địa điểm này. Động thái này của cả hai khiến cư dân mạng đặt nghi vấn cặp đôi sống chung một nhà sau thời gian bí mật hẹn hò. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng và Hải Tú lộ bằng chứng sống chung nhà. Trước đây, nhiều lần nữ diễn viên bị soi chụp ảnh trong một căn hộ khá giống với nơi mà Sơn Tùng đang ở. Năm 2021, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Sơn Tùng, MTP và Hải Tú hẹn hò, khiến Thiều Bảo Trâm phải ngậm ngùi ra đi trong cay đắng. Ngay lập tức, bộ đôi Sơn Tùng và Hải Tú hứng không ít gạch đá từ phía dư luận, thậm chí thời điểm đó Hải Tú còn bị cho là con giáp thứ 13. Vốn dĩ Hải Tú là diễn viên độc quyền của công ty Sơn Tùng, cô nàng được biết đến sau khi tham gia vai nữ chính trong một sản phẩm âm nhạc của giọng ca gốc Thái Bình. Khi sự nghiệp mới chớm thì Hải Tú đã phải ở ẩn suốt một thời gian dài vì bị dư luận chỉ trích cho rằng là người thứ ba. Bản đi gần một năm không xuất hiện, Hải Tú vướng nghi vấn sinh con cho Sơn Tùng trong thời gian ở ẩn. Loạt bằng chứng được cư dân mạng soi ra đó là thời điểm tái xuất, Hải Tú tăng cân rõ rệt, vòng hai không còn săn chắc nhỏ gọn như xưa. Trước tin đồn Hải Tú sinh con cho Sơn Tùng, người trong cuộc chọn cách im lặng. Trở lại sau ồn ào thị phi, Hải Tú thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp tươi tắn. Sau thời gian, bạn gái tin đồn của Sơn Tùng cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả hơn. Để tránh sự soi mói của dư luận, Hải Tú gần như không xuất hiện cùng Sơn Tùng trong các sự kiện. Chỉ duy nhất một lần nàng lộ diện cùng chàng là trong lần sinh nhật của giọng ca Chạy Ngay Đi. Tuy nhiên cả hai cùng giữ khoảng cách không đứng gần nhau. Mặc dù không công khai xuất hiện cùng nhau nhưng Hải Tú vẫn luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho bạn trai tin đồn. Theo đó, bất kỳ bài đăng nào của Sơn Tùng, nữ diễn viên cũng đều thể hiện sự tương tác bằng cách thả tim hoặc ấn nút like cho bạn trai tin đồn. Cho đến nay, thực hư Hải Tú sinh con cho Sơn Tùng vẫn còn là một bí mật chưa có lời giải. Trong khi một số cư dân mạng chắc nịch rằng cả hai đã có con chung, thì vẫn có người hoài nghi cho rằng đó chỉ là tin đồn, mọi thứ chỉ sáng tỏ khi người trong cuộc chính thức thừa nhận mà thôi.